Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vietablet, lại là Lộc đây. Chúng ta lại quay trở lại với chuyên mục Tech News, cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ. Và bản tin hôm nay sẽ là bản tin rất thú vị dành cho các bạn đang sử dụng Samsung. Vậy thì không bắt các bạn phải chờ lâu, bắt đầu luôn nha. Hiện tại bên Vietablet.com đang có chương trình siêu sale Samsung 5G, Galaxy S20, S20 Plus, Note 20, bản 5G, xài con chip Snapdragon, giảm giá 50% và dùng thử 7 ngày. Các bạn nào có quan tâm thì hãy truy cập vào đường link phía dưới nhé. Mở đầu bản tin đó là Samsung Galaxy S22 quá tốt, nhưng đâu mới là đỉnh cao? Tất nhiên Galaxy S22 Ultra rất tuyệt vời, nhưng chiếc Galaxy Z Fold 3 sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho tương lai. Đôi nét về chùm smartphone Android Galaxy S22 Ultra. Galaxy S22 Ultra rõ ràng là một chiếc điện thoại kế nhiệm tinh thần của dòng Galaxy Note huyền thoại, vốn đã bị khai tử sau ra mắt của cặp Galaxy Note 20. Sản phẩm kết hợp gọn gàng với những điểm tốt nhất của Galaxy Note 20 Ultra và Galaxy S21 Ultra, cũng như thêm vào một số cải tiến. Với chiếc flagship mới nhất của mình, Samsung đã tạo ra những điện thoại Android tốt nhất hiện nay. Khi cầm trên tay Samsung Galaxy S22 Ultra, chúng cao cấp và sang trọng không kém iPhone 13 Pro. Thiết kế của Galaxy S22 Ultra được yêu thích với màn hình chữ nhật phẳng hơn, mở rộng và trải nghiệm vô cùng mượt khi chơi game, xem phim hay lướt web. Thêm nữa, máy cũng có khả năng thu phóng ấn tượng nhất phân khúc phụ kiện Book S Pen đi kèm theo những bổ sung tuyệt vời. Chúng biến thành những chiếc điện thoại thông minh gần như lý tưởng. Galaxy Z Fold 3, sản phẩm của tương lai. Cùng với Galaxy S22 Ultra, Samsung cũng có một con flagship ấn tượng khác, đó chính là Galaxy Z Fold 3. Đây không phải là một chiếc điện thoại hoàn hảo với thiết kế dày và màn hình hoài hơi chật chội. Sản phẩm cũng không có Book S Pen đi kèm hay một dãy camera phía sau kém hơn. Tuy nhiên, đây là chiếc điện thoại smartphone màn hình gặp phổ biến và tốt nhất hiện nay. Thay vì sử dụng màn hình 6.8 inch tuyệt vời của Galaxy S22 Ultra, màn hình gặp của Galaxy Z Fold 3 mang lại không gian màn hình 7.6 inch lớn hơn rất nhiều. Mọi thứ từ xem video, ảnh, duyệt web và đọc sách đều mang lại cảm giác cao cấp hơn trên Galaxy Z Fold 3. Mặc dù màn hình bên ngoài khá nhỏ và trọng lượng tăng thêm, nhưng mức giá khởi điểm của máy là từ 33,99 triệu đồng. Đã hợp lý hơn so với Galaxy Z Fold 2 tiền nhiệm khi cung cấp thêm cho người dùng không gian màn hình lớn hơn. Hiện tại màn hình ngoài đã rộng hơn một chút so với bản 2020. Với màn hình ngoài là kích cỡ là 6.2 inch, việc kiểm tra tin nhắn sẽ tốt hơn, thậm chí việc sử dụng một tay dễ dàng hơn so với Galaxy S22 Ultra. Tất nhiên, camera của Galaxy Z Fold 3 không thể sánh bằng Galaxy S22 Ultra hoặc nhiều điện thoại Android cao cấp khác. Bù lại, cơ chế gặp của nó thỏa mãn sự độc đáo về mặt thiết kế, cảm giác và việc sử dụng một camera dưới màn hình cũng rất thú vị. Với Galaxy Z Fold 3 và doanh số khả quan hơn, Samsung đã khẳng định đây là chiếc điện thoại gặp của tương lai, không dừng lại thiết bị dành cho thị trường ngách, chỉ dành cho những người hâm mộ công nghệ dư giả. Trong khi đó, Galaxy S22 Ultra mang lại cảm giác cao cấp và hoài cổ về quá khứ hơn là một bước tiến thực sự. Vì lý do đó, Galaxy S22 Ultra chỉ giúp cho Galaxy Z Fold 3 trở nên xuất sắc hơn. Giới công nghệ hiện đang rất là nóng lòng xem Galaxy Z Fold 4 có thể mang lại những bất ngờ hơn cho dòng điện thoại màn hình gặp. Bản tin vui nhất trong video này đó chính là hàng loạt điện thoại Galaxy sẽ được nâng cấp camera như con Galaxy S22. Dòng Galaxy S22 ra mắt với một loạt tính năng nhiếp ảnh mới, bao gồm cả chụp ảnh ban đêm tốt hơn nhờ phần mềm Naturaphy của Samsung và các hiệu ứng mới cho gọi video. Giờ đây thương hiệu Hàn Quốc cũng đang đưa ra một số cải tiến lên các điện thoại cũ hơn, cải thiện chụp ảnh chân dung ban đêm. Dòng Galaxy S22 có khả năng chụp ảnh ban đêm ở chế độ chân dung bằng camera tele, và với bản cập nhật phần mềm vào tháng 5 của Samsung, tính năng này sẽ được thêm vào các flagship từ năm 2020, bao gồm dòng Galaxy S20, dòng Galaxy S21, dòng Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 và Galaxy Z Fold 3. Chức năng tự động đóng khung hình. Tính năng tự động khung hình của Samsung cho phép người dùng phóng to, thu nhỏ và xoay quanh khung hình. Tính năng này sẽ hoạt động tối đa 10 người đứng cách thiết bị tối đa là 5m. Tính năng trên hiện có sẵn trên dòng Galaxy S22, nhưng giờ đây sẽ mở rộng sang các dòng Galaxy S21 và Galaxy S21 FE gần đây hơn. Trên hết, các cải tiến cho tính năng này sẽ được triển khai các chủ sở hữu Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Flip 3, Galaxy Flip 5G và Galaxy Flip. Nâng cấp hiệu ứng cuộc gọi video. Tính năng này cho phép chủ sở hữu Samsung sẽ sử dụng hình nền tùy chỉnh và điều khiển micro trong ứng dụng gọi video. Một số ứng dụng được hỗ trợ bao gồm Google Meet, Duo, Microsoft Teams, WhatsApp, Zoom và Messenger. Các gia đình Galaxy S20, Galaxy S21 cùng với các phiên bản Galaxy FE tương ứng sẽ được sớm nhận được hỗ trợ. Sau đó là dòng Galaxy Note 20, tất cả các mẫu Galaxy Z Flip cũng như Galaxy Z Fold 2 và Galaxy Z Fold 3. Samsung cũng đã cam kết tung ra những tính năng này cho dòng Galaxy S10 và Galaxy Note 10 vào cuối tháng 6 sắp tới, cùng với những mẫu Galaxy S10 Lite và Galaxy Note 10 Lite. Chưa hết, Samsung sẽ cam kết mở rộng hỗ trợ cho tính năng tự động đóng khung hình cho các cuộc gọi video. Tính năng này được áp dụng cho mọi chiếc flagship của Samsung ra mắt sau năm 2020. Các tính năng camera của Galaxy Z Fold 3. Cuối cùng, Samsung sẽ dành một số tinh chỉnh được thiết kế dành riêng cho Samsung Galaxy Z Fold 3 sau bản cập nhật phần mềm tháng 5. Chiếc smartphone màn hình gặp sẽ được hỗ trợ ứng dụng S Pro,
chế độ chuyên nghiệp Pro cũng đang được mở rộng cho camera tele của Samsung Galaxy Z Fold 3, cung cấp cho người dùng sự linh hoạt hơn. Samsung chưa đưa ra lịch trình chính xác cho việc triển khai các tính năng này. Tuy nhiên, hãng đã xác nhận bản cập nhật đầu tiên sẽ có sẵn trên mẫu Galaxy S21 trước khi tung ra các sản phẩm còn lại vào cuối tháng 5. Một số tính năng sẽ ra mắt trên Galaxy S10 và Galaxy Note 10 vào cuối tháng 6. Tất nhiên Samsung sẽ triển khai chương trình cập nhật cho thị trường quê nhà Hàn Quốc đầu tiên, sau đó sẽ đưa cập nhật này ra thị trường quốc tế. Và bản tin tiếp theo đó chính là đây sẽ là vũ khí lợi hại mà Samsung trang bị cho Galaxy S23 Ultra. Samsung đã giới thiệu cảm biến máy ảnh CMOS 200 megapixel đầu tiên vào năm ngoái và đang có ý định phát triển bản kế nhiệm của nó. Mặc dù cảm biến ISOCELL HB1 nhận được một số chú ý của giới truyền thông với nguyên nhân bắt nguồn từ độ phân giải cao, nhưng nó vẫn chưa được triển khai trên bất kỳ smartphone thương mại nào. Bất chấp điều này, Samsung dường như đang làm việc trên một sản phẩm kế nhiệm của nó. Theo tiết lộ của Galaxy Club, Samsung đã có một cảm biến CMOS 200 megapixel mới đang được phát triển. Cảm biến này được cho là mang nhãn hiệu ISOCELL HB3 và đại diện cho danh mục cảm biến 200 megapixel khá thưa thớt hiện nay, vốn chỉ mới là ISOCELL HB1 và OVB0B của Omniversion. Trước đó, vẫn chưa rõ thông tin chi tiết của HB3 mới, nhưng có thể nó sẽ phù hợp với kích thước cảm biến 1:1.22 inch của HB1 và 2.56 micromet sau khi kết hợp với 16 điểm ảnh thành một. Mặc dù những thông tin kỹ thuật đó trông rất ấn tượng, nhưng vẫn chưa rõ HB3 sẽ được triển khai trên chiếc điện thoại Galaxy hàng đầu. Trước đó, Samsung cũng đã bỏ qua ISOCELL G3 trên Galaxy S22 và S22 Plus. Hiện chỉ có điện thoại hàng đầu S30 Ultra sắp ra mắt của Motorola sẽ đi kèm theo cảm biến này. Theo một số báo cáo, nhưng cảm biến 200 megapixel này chỉ nhằm mục đích bán cho các OEM bên thứ ba chứ không phải cho điện thoại Samsung. Mặc dù vậy, các tin đồn khác lại cho rằng Galaxy S23 Ultra sẽ có thể trang bị cảm biến độ phân giải siêu khủng này. Bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục của mình. Mình mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn về công nghệ. Và hẹn gặp lại các bạn những video sau nhé.